I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are... Này chính xác là ngày chơi thứ 1030 của mình ở trong game. Chính thức đánh dấu hơn 1000 ngày mình nghiện ngập cái trò chơi này. Game này là game thứ 2 mình chơi lâu đến như vậy. Trước đây mình cũng từng chơi qua nhiều game rồi, như là Võ Lâm Truyền Kỳ, Võ Lâm Chi Mộng nè, Ngạo Kiếm Vô Song, Thiên Long Bát Bộ, rồi tới game này. Ngoài ra còn có một số game khác nữa mình cũng từng chơi qua nhưng không được lâu lắm. Hai game mình chơi lâu nhất đó chính là Ngạo Kiếm Vô Song và trò chơi này. Ngạo Kiếm Vô Song mình chơi cũng khoảng 3 năm gì đó. Về sau vì nhiều lý do không thể tiếp tục được nữa nên đã nghỉ. Mình thích chơi game thiên về nhập vai hơn là chiến thuật. Những game chiến thuật đa số mình chơi được vài tháng là chán rồi. Khi chỉ có mỗi game này là game chiến thuật mà mình chơi lâu nhất đó. Trong 1000 ngày này có rất là nhiều kỷ niệm. Người truyền cảm hứng cho mình để chơi game này đó chính là Quang Rai, một YouTuber nổi tiếng ở Việt Nam về cái trò chơi Rise of Kingdom. Các bạn thấy mình mask con Richard cũng vì chịu sự ảnh hưởng của Quang Rai. Lúc đó mình thấy Quang Rai cầm con Richard kẹp Alex ra đồng đánh nhau thích quá mà. Sau này mới biết là mask Richard là một sai lầm. Nhưng mình không có trách Quang Rai gì hết nha. Ngược lại mình rất là thích Quang Rai. Vì thời đấy không có nhiều tướng mới giống như là bây giờ. Thời đó các bạn sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn đâu. Một số bạn nói Quang Rai toàn chỉ tầm bậy tầm bạ, kêu mọi người mask Richard, mask Khan đồ này nọ. Nhưng thật ra do các bạn xem chúng những cái video clip nó quá cũ rồi. Game này nó thay đổi update liên tục nên các bạn cũng phải cập nhật liên tục nếu không muốn bị lỗi thời. Mình còn nhớ những ngày đầu tiên mình tập thành chơi, mình không biết làm sao để tele tòa nhà. Phải lên coi video của Quang Rai. Coi xong rồi mới biết tele tòa nhà của mình tới gần cái vị trí liên minh. Mình ngáo ngơ đến nỗi lúc mới chơi còn yếu, đánh không nổi con Melfast ở trong cái event Karak. Mình réo hò kênh chat liên minh kêu tụi nó join vô rally của mình, trong khi công trình lâu đài của mình chưa nâng gì cả. Lúc đấy quê lắm. Ở đây không biết có ai ngáo giống như mình hồi xưa không. Và còn có rất nhiều kỷ niệm khác nữa. Trong 3 năm này có rất là nhiều bạn cũ vì nhiều lý do khác nhau họ đã nghỉ game. Lúc đầu team người Việt Nam ở trong Kingdom 1628 cũng có hơn 10 người đó. Chơi chung khá là vui, mỗi ngày lên game nói chuyện rôm rã. Càng chơi càng kết nạp thêm nhiều thành viên. Nước ngoài cũng có mà người Việt cũng có nhiều lắm. Về sau người thì nghỉ, người thì bay Kingdom. Như mình vẫn còn chơi tới bây giờ vì mình vẫn còn một số người bạn đang chơi chung với mình. Nếu một ngày nào đó họ nghỉ game hết, có lẽ mình cũng sẽ nghỉ game theo. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn thôi các bạn. Mình từng chơi rất là nhiều game rồi, cuộc sống mà. Người thì bận học, bận thi, bận đi làm, bận khởi nghiệp, bận lập gia đình. Người thì bận nuôi con, biến cố bất ngờ trong cuộc sống, rồi chia tay người yêu tùm lum tà la hết. Đâu thể suốt đời chơi game được. Nếu một ngày một người nào bạn đó nói với mình là họ quyết tâm nghỉ game rồi, mình sẽ buồn nhiều lắm. Vì mình đã quen với cảm giác mỗi ngày lên game, mọi người nói chuyện rôm rã, cùng chơi game, cùng phấn đấu, cùng mạnh dần lên. Không cần biết các bạn bao nhiêu tuổi, các bạn đến từ đâu, các bạn làm nghề gì và các bạn giàu hay nghèo. Cứ mỗi buổi tối 6-7 giờ lên game là thấy mọi người chờ sẵn ở trong game rồi. Một ngày nào đó đột nhiên người đó biến mất, mất liên lạc. Chắc chắn sẽ rất là hụt hẫng và buồn. Tiếp theo sau nỗi buồn đó sẽ là niềm vui vì mình biết là bạn của mình đã cai nghiện thành công. Thật lòng mà nói chơi game không có tốt đâu. Thi thoảng chơi game 30 phút 1 tiếng giải trí thì tốt. Còn chơi nhiều quá mỗi ngày dùng 7-8 tiếng đi chơi game thì không tốt đâu. Tất nhiên mình luôn mong muốn bạn bè của mình có thể chơi chung, đi chung với nhau càng lâu thì càng tốt. Nhưng nếu một ngày vì lý do nào đó không thể tiếp tục được nữa, mình cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho bạn của mình. Vì mình biết bạn của mình đã trưởng thành hơn một chút. Con người càng lớn sẽ càng ít chơi game lại. Đa số các bạn chơi game đều là trẻ. Riêng game này thì ngoại lệ một tí. Vì mình thấy có nhiều ông lớn tuổi chơi thật. Giờ mình cũng không nhỏ gì rồi. Nếu một ngày mình nghỉ game, có lẽ mình sẽ nghỉ hẳn luôn, không chơi game nào nữa. Tất nhiên, nếu nghỉ game thì cái kênh YouTube này của mình cũng nghỉ luôn nha. Mà cũng khó nói lắm. Trước đây khi quyết định nghỉ Ngạo Kiếm Vô Song, lúc đó mình cũng hơi hơi lớn tuổi rồi. Lúc đó cũng tưởng là sẽ không chơi bất kỳ game nào nữa. Ai dè lại dính vô cái game này. Đã rất nhiều lần mình thấy áp lực muốn nghỉ game và dừng luôn YouTube. Nhưng vì trong game còn có rất là nhiều người bạn của mình đã kề vai sát cánh với mình cũng lâu lắm rồi. Với lại những lần muốn nghỉ YouTube lại thấy được một số bình luận của các bạn nên mình không thể nghĩ được. Dù rằng kênh của mình gần như không kiếm ra tiền nha, nhưng mình sẽ cố gắng duy trì hết mức có thể. Mỗi lần trong team có người nào nghỉ game sẽ ảnh hưởng lên tinh thần và khí thế của tất cả mọi người luôn. Trước đây chơi Ngạo Kiếm Vô Song, mình là người đầu tiên bỏ cuộc trong team, nên bây giờ mình không muốn là người đó nữa. Khi nào thực sự không duy trì được nữa hoặc mọi người nghỉ hết rồi, lúc đó mình mới lẳng lặng rời game. Khi làm clip này
Trong đầu mình hiện lên rất là nhiều kỷ niệm, hình ảnh, những người bạn cũ, không chỉ ở trong game này mà cả những tựa game cũ nữa. Tất cả rất là nhiều kỷ niệm mùa về, đặc biệt là Ngạo Kiếm Vô Song. Có lần cả team mình đi đánh giải, những lần đi up game, cà phê với nhau, thực sự rất là vui. Không cần biết bạn là ai, chỉ cần chơi chung đều là anh em hết. Đối với mình, đó đều là những cái kỷ niệm đẹp. Thôi không tiếp tục nói mấy cái này nữa nha. Lâu lâu hứng lên kỷ niệm hơn 1000 ngày chơi game nên mình tâm sự một chút xíu vậy thôi. Nhân dịp kỷ niệm 1030 ngày chơi game, mình sẽ đi đập đồ nha. Lần này mình sẽ đập chiếc nhẫn hay còn gọi là vòng quay tử thần á. Nếu bạn nào đang phân vân không biết lên trang sức như thế nào thì ở đây mình bày công thức cho các bạn luôn nha. Các bạn cứ theo đó mà làm, đảm bảo đánh nhau rất là mạnh. Không cần biết các bạn chơi đạo quân gì, chuyên đam đỏ hay chuyên đam trắng, cứ lên theo công thức mình, chắc chắn là sẽ tối ưu được sức mạnh và tiết kiệm game nữa nha. Nếu các bạn dùng một hoặc hai đạo quân đánh ngoài đồng thì đừng lên debut nữa, cứ phan sừng thịnh nộ và nhẫn. Hãy để đồng đội của các bạn debut, còn bản thân các bạn á, chủ yếu là gây đam để kiếm kill nha. Nếu các bạn dùng 3 đạo quân đánh ngoài đồng thì hãy mua 3 chiếc sừng, 1 dao găm ẩn và 2 chiếc nhẫn. Nếu các bạn dùng 4 đạo quân thì các bạn hãy mua 4 cái sừng, 1 dao găm ẩn và 3 chiếc nhẫn. Nếu các bạn dùng 5 đạo đánh ngoài đồng thì không nên dùng sừng nữa, mà thay vào đó là nên dùng 3 cái chống chững Karuak, 1 dao găm ẩn, 1 lưới Mora và 5 chiếc nhẫn. Chống chững Karuak là cái này nè, các bạn có thể sở hữu mảnh trang bị này thông qua cái event đập trứng nha. Lâu lâu nó sẽ có 3 chống chững Karuak, nó sẽ tương đương với lại 4-5 chiếc sừng thịnh nộ rồi. Nhưng cái chống nó sẽ tốn game hơn, vì các bạn phải chơi đập trứng. Còn sừng thì các bạn chỉ cần chơi KVK trên phạt sẽ có thôi. Một mùa đổi một cái, không tốn game gì cả. Nếu chơi 6 đạo open field, các bạn hãy dùng 4 cái chống chững Karuak, 1 dao găm ẩn và 1 lưới Mora với lại 6 cái chiếc nhẫn. Nếu các bạn chơi 7 đạo, hãy dùng 4 cái chống chững Karuak, 2 dao găm ẩn, 1 lưới Mora và 7 chiếc nhẫn. Bạn nào có điều kiện chơi từ 5 đạo trở lên thì không nên mua 5 sừng, vì mỗi mùa các bạn chỉ mua được 1 cái sừng thôi. Chơi 5 mùa mới mua được 5 cái sừng thì lâu lắm. Nên bỏ game ra đập trứng để kiếm cái chống chững Karuak nha. Nó sẽ nhanh hơn với lại lời hơn 2 cái slot để trang bị thêm chiếc nhẫn. Tương tự 6-7 đạo quân cũng vậy, trang bị chống chững Karuak nó sẽ giúp cho 6-7 đạo quân đó của các bạn có thêm chỗ chống để nhét chiếc nhẫn vào. Càng nhiều nhẫn là càng mạnh nha. Nếu các bạn trang bị 6-7 chiếc sừng cho 6-7 đạo quân thì thứ nhất là tốn 1 slot cho trang sức. Thứ hai là các bạn phải chơi 6-7 mùa KVK chinh phạt rất là lâu luôn đó. Một đạo quân của các bạn con tướng chính chỉ có thể đem 2 cái trang sức thôi nha. Nếu đạo quân nào các bạn cũng trang bị 1 chiếc sừng thì mỗi đạo quân đó của các bạn chỉ còn lại 1 slot trống ở chỗ trang sức mà thôi. Trong 7 đạo quân của các bạn có 2 dao găm ẩn, nó không hề bị trùng đâu. Ngược lại nó còn làm tăng thêm xác suất của các bạn có thể tích lên 3 stat, rất là ngon luôn đó. Bạn nào không có điều kiện, tài nguyên và tăng tốc chỉ đủ để chơi 1-2 hoặc là 3-4 đạo quân đánh nhau ngoài đồng thôi á thì cứ mua sừng thôi. Số game đầu tư cho chống chững Karuak hãy dồn vào VIP hoặc là làm một cái gì đó khác chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ mua cái chiếc nhẫn vòng quay tử thần nha. Sau khi mua xong thì mình sẽ rèn nó luôn. Bây giờ mình sẽ đập vòng quay tử thần nha. Các cuộc tấn công bình thường sẽ có 10% cơ hội, tăng sát thương lên 50% trong 2 giây. Ok, vậy là không ra được talent rồi. Thôi kệ, không sao. Clip kỷ niệm hơn 1000 ngày chơi này của mình tới đây thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.